Công ty Bình An xin kính mời quý vị theo dõi video buổi bàn giao máy băm gỗ đa năng 2T, năng suất nửa tấn mỗi giờ. Công ty Bình An xin kính chào quý vị và bà con. Ở video ngày hôm nay, Bình An xin kính mời quý vị cùng theo dõi video buổi chạy thử máy và bàn giao máy băm gỗ đa năng 2T. Do đường xá xa xôi, khách hàng đã không thể có mặt trực tiếp đến xưởng sản xuất của công ty Bình An để theo dõi quá trình chạy thử máy, nên nhân viên bán hàng đã phối hợp với tổ kỹ thuật viên tổ chức buổi chạy thử máy với nguyên liệu vỏ dừa cho khách hàng theo dõi trực tiếp thông qua gọi video. Để mang tới cho khách hàng các sản phẩm chất lượng tốt nhất, tất cả các sản phẩm trước khi được bàn giao tới tay khách hàng đều được trải qua các khâu kiểm tra kỹ thuật kỹ lưỡng bởi đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề của công ty. Khách hàng yêu thích máy băm gỗ đa năng 2T do kiểu dáng chắc chắn, khung đỡ máy được làm bằng chất liệu dày dặn, giúp máy khi vận hành không bị rung lắc. Máy được trang bị 4 bánh xe, giúp người dùng dễ dàng di chuyển máy tới nơi làm việc hoặc cất giữ bảo quản. Máy sử dụng đơn giản, an toàn, dễ vận hành, chạy êm và bền bỉ. Là dòng thiết bị công nghiệp, sử dụng nguồn điện 3 pha 380V, động cơ siêu khỏe lên đến 11kW, giúp cho máy băm gỗ 2T đạt công suất lớn, có khả năng vận hành liên tục, phù hợp với quy mô sản xuất của khách hàng, cường độ sản xuất ở mức cao. Trung bình 1 tiếng đồng hồ, thiết bị có thể giúp khách hàng băm nhỏ từ 400 đến 500 cân vỏ dừa, cho ra thành phẩm răm nhỏ, có đường kính theo các mắt sàng, lắp đặt theo máy, tùy theo nhu cầu đặt hàng, sao cho phù hợp với mô hình sản xuất của quý vị. Nhờ vậy, đống vỏ dừa chiếm diện tích lớn để cất trữ sẽ được giải quyết nhanh chóng, là nguyên liệu sản xuất các sản phẩm hữu dụng khác, trả lại mặt bằng thông thoáng, cũng như tăng thêm doanh thu hàng tháng. Bên trong buồng băm được trang bị lên đến 4 con dao thái to 2 lưỡi, 4 dao nhíp băm gỗ và 12 búa nghiền chuyên dụng, đảm bảo băm nhỏ các loại nguyên liệu có độ cứng cao. Nhờ mặt sàng được gắn phía trước cửa xả, giúp sàng lọc và chỉ cho phép các mẩu vụn có kích thước nhỏ hơn lỗ sàng chui ra ngoài, đảm bảo thành phẩm đầu ra có kích thước đạt chuẩn và đáp ứng các yêu cầu đặt hàng làm nguyên liệu sản xuất. Hiện nay, có rất nhiều khách hàng lựa chọn máy băm gỗ đa năng 2T của công ty Bình An để phục vụ công việc băm nhỏ vỏ dừa, ứng dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Vậy quý vị còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ ngay với công ty Bình An để nhận được những ưu đãi tốt nhất từ dòng sản phẩm? Hiện tại, công ty đang có chương trình khuyến mại tặng 4 con dao băm gỗ khi mua dòng máy băm gỗ tại công ty Bình An. Đến đây thì buổi bàn giao máy đã kết thúc. Để biết thêm thông tin chi tiết về dòng sản phẩm, quý vị vui lòng liên hệ tới số hotline đang được hiển thị ở phía trên màn hình để nhận được sự tư vấn kỹ lưỡng nhất. Công ty Bình An xin kính chúc tất cả quý vị khách hàng kinh doanh thành công. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.